Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã tổ chức lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng Blue -Zone, bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được chọn để làm thí điểm triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa với một số bệnh viện vệ tinh. Thông tin được tham khảo trên báo Thanh niên triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa trong giai đoạn cách ly xã hội. Dịch bệnh COVID-19 đặt ra nhiều thách thức cho xã hội, trong đó có vấn đề giảm tải, giãn cách xã hội, tránh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm trang bị cho người dân công cụ để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Quan trọng hơn là khi xuất hiện ca lây nhiễm mới, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định và thông báo cho những người tiếp xúc gần về nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, việc triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình, xây dựng ứng dụng bảo vệ cộng đồng phòng chống Covid-19 là điều hết sức cần thiết. Bước tiến quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa ra đời giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ, tư vấn khám bệnh cho người dân, giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu. Bệnh viện không cần có sẵn đội ngũ chuyên gia, công nghệ thông tin tại chỗ để vận hành duy trì. Nền tảng giúp triển khai đồng loạt hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại hàng ngàn bệnh viện và cơ sở y tế mà không cần phải phát triển từ đầu, vì vậy hết sức có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế hệ thống khám chữa bệnh từ xa giúp người dân dễ dàng theo dõi sức khỏe qua các ứng dụng hoặc website kết nối với bác sĩ qua hình thức call chat đặt lịch khám tương tác với người thân người có cùng bệnh và cập nhật các thông tin hướng dẫn điều trị cơ sở y tế có thể lập phác đồ theo dõi cho từng bệnh nhân quản lý tình trạng sức khỏe hàng ngày cảnh báo nhắc nhở điều trị tương tác trực tiếp với bệnh nhân với các hình thức chat call sms và chỉ định điều trị, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, khám lại. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vừa công bố ứng dụng di động BlueZone dùng công nghệ định vị và Bluetooth nhằm truy dấu các trường hợp F1, F2 khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2. Truy vết F1, F2 qua ứng dụng BlueZone để bảo vệ cộng đồng phòng chống COVID-19. Bluezone là ứng dụng mới hỗ trợ người dân và cơ quan chức năng phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh dựa trên công nghệ định vị Bluetooth, các tính năng đột phá. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu. Nếu có F0, cơ quan y tế có thẩm quyền nhập dữ liệu F0 vào hệ thống. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Màn hình điện thoại cũng xuất hiện hướng dẫn liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để nhận trợ giúp. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 tiếp xúc gần với F1. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của virus cơ quan chức năng có thể phản ứng nhanh, chính xác và kịp thời với tình hình trong khi người dân yên tâm với cuộc sống sinh hoạt bình thường, loại bỏ tâm lý e ngại, hoang mang không cần thiết. Hành trình phức tạp của nCoV trong cơ thể con người theo báo Sức khỏe và đời sống, sau khi vào cơ thể người qua đường hô hấp, nCoV tấn công mục tiêu chính là phổi, sau đó theo mạch máu xâm nhập vào những cơ quan nội tạng khác từ những ca bệnh đầu tiên nhiễm nCoV ở Trung Quốc, các bác sĩ đã biết virus nhắm vào phổi. Nhưng tính đến nay, họ gặp nhiều bệnh nhân với những triệu chứng nghiêm trọng và phát triển tổn thương khác trên khắp cơ thể, từ thận tới tim. nCoV xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp từ mũi hoặc miệng vào phổi. Để lây nhiễm sang người khác, virus cần liên kết với một enzyme ở bề mặt tế bào hô hấp nhưng khi virus ở trong cơ thể con người, nó có thể tiến vào mạch máu, và từ mạch máu, virus có thể xâm nhập tới các cơ quan nội tạng khác. Đôi khi, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện enzyme gan tăng cao ở những ca bệnh nhẹ, chứng tỏ nCoV đang xâm nhập vào tế bào gan. Ngoài ra, bác sĩ cũng ghi nhận vài trường hợp bệnh nhân cũng có dấu hiệu suy thận. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới bộ não. Gần đây, các bác sĩ bổ sung mất khứu giác và vị giác vào danh sách triệu chứng của COVID-19 đó có thể là dấu hiệu virus xâm nhập vào hệ thần kinh và khu vực não bộ phụ trách khứu giác. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai mời quý vị và các bạn đến với những thông tin. Những lưu ý để hiến máu an toàn trong mùa dịch COVID-19, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.